Lịch thi đấu bóng chuyền nữ ngày 30 tháng 9, Đài Loan, Mông Cổ. Giải ASEAN 19. Thưa quý vị, tại Đại hội Thể thao Châu Á ở Hàng Châu, Trung Quốc, đội tuyển bóng chuyền nữ Đài Loan nằm ở bảng B cùng với Thái Lan và Mông Cổ. Đội bóng xứ Đài sẽ có trận ra quân gặp tuyển bóng chuyền nữ Mông Cổ vào lúc 18 giờ ngày 30 tháng 9. Ở giải vô địch châu Á diễn ra tại Thái Lan mới đây, hai đội cũng đã chạm trán để tranh thứ hạng từ 9 đến 14. Với sự chênh lệch về thứ hạng trên bảng xếp hạng SIVB, Đài Loan hạng 45 đã dễ dàng đánh bại Mông Cổ hạng 78 sau 3 set đấu chóng vánh. Vì thế ở trận tái đấu tại ASEAN 19, nhiều khả năng U Phan Su cùng các đồng đội sẽ tiếp tục có được một chiến thắng đậm trước Mông Cổ để giành quyền đi tiếp cùng với Thái Lan